đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 hello hello xin chào các bạn đã đến với thuần capital ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, ngày 10 tây tháng 2 và bây giờ cũng đã khá trễ rồi bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi tối giờ Cali. Hôm nay công ty cũng rất là bận cho nên thuận à, ráng dành thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin với các bạn. Tại vì hôm nay cũng là một ngày mà rất là dao động và hôm nay đã là ngày thứ sáu ngày 11 tây tháng 2 ở Việt Nam rồi. Thì đầu tiên hết các bạn nào mà theo dõi giá cả cũng đã thấy được là ngày hôm nay giá cả nó rất là dao động. Chúng ta nhìn vào giá cả của BTC đi trên hình các bạn đây là biểu đồ của Bitcoin tính theo giờ ở trên sàn Coinbase thì các bạn thấy là hồi sáng này đó trước khi mà chúng ta nhận được một số những thông tin thì chúng ta thấy được giá BTC đã đi từ cái mức là tối hôm qua mức thấp đó là khoảng 43.600 đẩy lên tới mức hồi sáng này giờ Cali đó là khoảng 45.200 sau đó chúng ta nhận được thông tin khi mà thị trường chứng khoán mở cửa đó thì trong thời gian chỉ có ba ngọn nến thôi là chúng ta đã thấy được là từ cái mức là 45.200 mà xuống chỉ còn có là 43.213 mà thôi rồi sau đó trong vòng cũng ba ngọn nến phông thẳng lên từ cái mức là 43.000 đẩy thẳng lên tới cái mức là gần như là 46.000 rồi sau đó đẩy ngược trở xuống cho tới mức thấp cái tỷ khoảng chừng 4 tiếng một hồ đó là khoảng 42.625 bây giờ chúng ta vẫn như là có mức ngày hôm qua khoảng chừng là 43.000 đô bây giờ là khoảng 42.993 thì các bạn thấy được là những gì thường chia sẻ đó là chỉ xảy ra trong một ngày mà thôi có thể thấy được hôm nay đó là một ngày nó dao động như thế nào ở trong thị trường crypto và chúng ta nhìn chung đó hôm nay là có nhiều màu đỏ xuất hiện Tuy là có nhiều màu đỏ nhưng mà những đồng lớn thì cũng không có đỏ lắm đâu. Các bạn thấy được là có một số đồng thì xuống nhiều hơn. Nhưng mà phần lớn đó là đỏ nhạt. Và nếu chúng ta nhìn vào những đồng à, lớn thì các bạn thấy được là BTC hôm nay xuống là 1,88%. Ethereum thì xuống nhiều hơn, xuống 3,55%. BNB thì xuống 1,2%. XRP thì xuống 6,8%. Cardano xuống 3%. Solana xuống 6%. Avalanche đi hàng ngang. Và Teluna thì xuống 5,35%. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào cái cột 7 ngày đó thì trong 7 ngày qua chúng ta vẫn tiếp tục thấy có nhiều màu xanh ở trong thị trường này. Thì chuyện gì xảy ra gì tại sao mà hôm nay chúng ta lại thấy được là giá của BTC đi nhiều như vậy? Thì để tôi chia sẻ với các bạn, thật ra thông tin này đó à, chỉ có thể chia sẻ được đó là giải thích được một phần mà thôi. Chứ thật ra tại sao mà giá cả như vậy thường nghĩ là có nhiều cái sự làm giá đã diễn ra ngày hôm nay, à, đã giết lon và giết sốt ngày hôm nay. Thường chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa. Nhưng mà trước hết thì thông tin gì đã dẫn đến cái sự dao động ngày hôm nay, không chỉ riêng cho thị trường crypto mà ngay cả thị trường chứng khoán. Thì như mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên thì cũng đã biết là một trong những cái thông tin mà thường đề cập đến trong những mấy ngày qua đó chính là tài liệu liên quan tới chỉ số lạm phát CPI, nghĩa là chỉ số lạm phát hàng tiêu dùng đó thì hôm nay chúng ta đã chờ đợi thông tin đó và thông tin đó tốt hay là xấu thì để thường chia sẻ với các bạn là ngày hôm nay đó chứng khoán là một màu, màu đỏ tại vì chúng ta nhận được thông tin không tốt đến từ chỉ số lạm phát nó rất là cao cao như thế nào bây giờ các bạn thấy được là chỉ số lạm phát ngày hôm nay đó CPI đã lên tới là 7,5% 7,5% này đó là cái phần trăm cao nhất từ năm 1982 có nghĩa là phần trăm lạm phát bây giờ đó cao nhất trong vòng 40 năm qua. Và điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là giật giá đèn lao thang. Thì nếu như chúng ta nói tới phần trăm lạm phát cao thì không phải là sẽ dẫn đến tất cả tài sản đều tăng hay là sao? Tại sao mà phần trăm lạm phát hôm nay nó cao như vậy mà những tài sản lại bị bán đi? Thì cái vấn đề ở đây đó là khi mà chúng ta thấy cái phần trăm CPI là 7,5%. Thứ nhất đó là cái con số này nó đã cao hơn là con số mà nhiều người đang chờ đợi, có nghĩa là 7,2% tháng vừa rồi đó phần trăm lạm phát CPI là chỉ có 7% mà thôi nhưng mà tháng này đã lên tới 7,5% nhưng mà đặc biệt là cao hơn cái mức 7,2% mà nhiều người đang chờ có nghĩa là trong vòng 12 tháng qua đó tính từ thời điểm này trở về 12 tháng thì trong vòng một năm phần trăm lạm phát có hai kỳ là 7,5% không biết là có nhiều bạn sẽ nói là cái phần trăm lạm phát này không có đáng tin cậy tại vì đó nếu như mà nào sống hoa kỳ cũng đã biết là cái phần trăm lạm phát hàng hóa đó nó cao hơn 7,5% phần trăm rất là nhiều thậm chí nhiều người nói là ít nhất là 15% phần trăm chứ không phải là bảy phần trăm đâu nhưng ai mà thường xuyên đi chợ mua hàng hóa cũng đã biết rồi bây giờ các bạn mua dầu ăn mua thực phẩm thì nó cao cỡ nào không phải là chỉ bảy năm đâu nhưng mà ít ra đó, con số này mặc dù là không đáng tin cậy nhưng mà ít ra nó cũng là một cái thước đo để chúng ta có thể đo từ tháng này qua tháng kia năm này qua năm nọ thì nó sẽ đơn giản là hiểu được là lạm phát đang tăng hay đang giảm và bây giờ đang tăng rất là cao cao nhất trong vòng 40 năm qua và khi mà mọi người nghĩ đó là phần trăm lạm phát CPI hôm nay là sẽ 7,2% nếu như mà cao hơn đó như thằng chia sẻ trong video ngày hôm qua và những video trước đó nếu như mà cao hơn 7,2% thì khả năng là một ngày không tốt cho thị trường và hôm nay rất nhiều màu đỏ đã xuất hiện nếu như mà dưới 7,2% đó là một thông tin tốt nhưng mà cuối cùng đã không phải là thông tin xấu thì tại sao như vậy tại vì đó điều thứ hai tôi muốn chia sẻ là khi mà chúng ta thấy phần trăm lạm phát cao như vậy thì sẽ dẫn đến là Fed sẽ có nhiều động lực hơn để tăng lãi suất để siết chặt nguồn tiền vì lý do đó đó các bạn thì nhiều đầu tư lo sợ Fed sẽ có những biện pháp mạnh hơn nữa mặc dù là Fed chưa có bất cứ biện pháp nào hết chỉ là nói là sẽ tăng lãi suất mà thôi chứ còn chưa có bất cứ biện pháp nào nhưng mà cũng đã đủ để à, dẫn đến là mọi người hoang mang và các bạn thấy được hôm nay lại là màu đỏ chúng ta nhìn vào các chỉ số lớn của Hoa Kỳ đi chỉ chỉ số Dow Jones xuống 1,47%, chỉ số S&P xuống 1,81% và chỉ số Nasdaq là xuống 2,1%. Có tiếp tục xuống hay không thì các bạn thấy là chúng ta nhìn vào những chỉ số free market, hợp đồng tương lai thì chúng ta thấy được là Dow Futures bây giờ là đang xuống 0,65%, S&P Future bây giờ đang xuống là 0,79% và Nasdaq Future đang xuống 0,98%. Có nghĩa là khả năng là đây là một cái dấu hiệu là ngày mai thì chứng khoán mở cửa là sẽ tiếp tục là một đợt xả hàng lại tiếp tục một màu đỏ nữa và đương nhiên điều này làm ảnh hưởng đến thị trường crypto các bạn thấy được là crypto ngày hôm nay đó thì thực sự là khó hiểu tại vì tối hôm qua đó thì chúng ta có thể giải thích là giá cả của BTC tăng lên tại vì nhiều người lạc quan là phần trăm lạm phát sẽ không có cao như là mọi người nghĩ nhưng mà khi mà cái thông tin đó dẫn đến là giá của BTC đột ngột trong hai ngọn nến đẩy xuống mạnh đó thì sau đó giá cả đây đẩy ngược trở lên và sau đó lại đẩy ngược trở xuống có thể được là một ngày mà lên xuống liên tục thì chuyện gì xảy ra khi mà giá BTC lên xuống liên tục như vậy trong vòng một ngày sẽ dẫn đến là nhiều lệnh bị thanh lý. Và hôm nay đó, bên dưới này các bạn thấy được là mỗi một thanh đó là 30 phút. Và đây là tài liệu sàn thanh lý, những cái lệnh đòn bẩy long và short. Thì chúng ta thấy là cái màu xanh lá cây đó là lệnh long, màu đỏ là lệnh short bị thanh lý. Thì chúng ta thấy được hồi sáng này đó, đây là trong vòng một ngày mà thôi mỗi một ngọn là... À, mỗi một thanh này đó là 30 phút thì chúng ta sẽ được là màu xanh lá cây Thì chúng ta đã thấy hồi sáng này đã nhiều lệnh long bị thanh lý khi mà giá cả lên tới 45 ngàn Sau đó thông tin CPI được tung ra thì nhiều lệnh long bị thanh lý thì này cũng có thể giải thích được Nhưng mà sau đó, đó thì giá BTC lại đi ngược trở lên 45.000 dẫn đến là nhiều lệnh sốt bị thanh lý rồi sau đó giá BTC lại đi ngược trở xuống tới cái mức hiện bây giờ khiến cho nhiều lệnh long bị thanh lý các bạn thì là hôm nay đó là cả hai bên long và sốt bị thanh lý nhưng mà nói chung hôm nay là một ngày mà nếu như mà chúng ta nhìn vào trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua thì là một ngày mà có nhiều lệnh long bị thanh lý hơn là sốt chúng ta thấy được là hầu như sàn lớn nào cũng là phần lớn lệnh long bị thanh lý hết sàn Binance sàn OKX, sàn Bybit, sàn FTX, Hobby, thì các bạn thấy là toàn là lệnh long bị thanh lý không nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng lệnh long với lệnh short hiện bây giờ đó thì cái tỷ lệ như thế nào nếu chúng ta chỉ nhìn vào thời gian ngắn hạn đó trong một giờ qua thì các bạn sẽ thấy được là bây giờ có nhiều lệnh short khi là long nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu lệnh short bây giờ trong một tiếng hồi vừa qua đó là 50,7% phần trăm lệnh sốt là 49,29 phần trăm đó là tình hình long số hiện tại thì thị trường có phải là đang gặp một cái sự cố rất lớn hay là không? Thì cũng không có nghĩa như vậy đâu. Các bạn thấy được là chúng ta có thể thấy là hôm nay đó tuy là những cái chỉ số uh, chứng khoán đó là kết thúc màu đỏ nhưng mà thật ra nếu chúng ta nhìn vào chỉ số xuống nhiều nhất đi là chỉ số Nasdaq là xuống 2,1% ngày hôm nay. Đây là chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ trong đó. Nếu chúng ta nhìn vào thời gian 5 ngày qua đó thì các bạn uh, sẽ thấy được là cái... À, giá hiện bây giờ của BTC đó nếu như mà mình thường trả lại cái thời điểm 5 ngày trước đó là ngày à, 8 tây tháng 2 bây giờ là ngày 10 tháng 2 thì trước tây chỉ có hai ngày thôi các bạn thấy được là giá cả chỉ trở lại cái mức đó mà thôi chứ không có sâu như là mọi người nghĩ có nghĩa là chỉ số hôm nay thì CPI nó tệ hơn là mọi người nghĩ nhưng mà cũng không tệ lắm đâu 7,2 và 7,5 đó thì những nhà đầu tư đó họ chỉ lo sợ hơn một ít mà thôi cho nên trên căn bản 2 ngày hôm qua đó thì chúng ta thấy màu xanh có mặt ở trên chỉ số Nasdaq nhưng mà bây giờ chúng ta được là giảm xuống một chút 2,1% thì trả trở về hai ngày trước mà thôi và ngay cả chúng ta nhìn vào BTC cũng như vậy những cái altcoin thì có nhiều altcoin xuống nhiều hơn nhưng mà chúng ta nhìn vào Bitcoin đó thì các bạn thấy được là zoom ra đây là biểu đồ của nến giờ trên sàn Coinbase thì chúng ta thấy được đó là trên căn bản thì BTC vẫn đi hàng ngang từ ngày 7 tây tháng 2 tới bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục trong phạm vi là 43 cho đến 45 ngàn cứ trong phạm vi đó trong vòng mấy ngày qua mà thôi thì bây giờ cũng như vậy chứ không có phải là sâu như mọi người tưởng giá chỉ trả trở về cái mức giá này đó là chúng ta đã thấy cái đây chỉ có hai ngày mà thôi ngày 8 tây tháng 2 cho nên tuy là không như ý muốn nhưng mà cũng không có tệ như là mọi người nghĩ đâu và một điều khác nên thường muốn chia sẻ với các bạn đó là những nhà đầu tư mà họ bán Bitcoin vì sợ lạm phát cao đó dẫn đến Fed tăng lãi suất tôi nghĩ là một cái sai lầm Fed đã không thể thống chế lạm phát lần này cũng sẽ như vậy và 13 năm qua đó các bạn sẽ thấy được là Fed giảm lãi suất tăng lãi suất giảm lãi suất rồi tăng lãi suất thì giá BTC vẫn tiếp tục tăng trưởng thì tại sao như vậy tôi sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta thấy được là những gì mà chúng ta nói tới hàng ngày đó thì thường biết là các bạn muốn theo sát thông tin cho nên thuận dành thời gian để mà chia sẻ nhiều thông tin với các bạn nhưng mà thật ra những gì chúng ta chia sẻ thằng ngày đó giá lên giá xuống chỉ là chúng ta nhìn vào ngắn hạn mà thôi Thôi muốn các bạn zoom ra để các bạn có thể thấy rõ hơn sự thật là như thế nào tại vì một cái điều mà thường thấy ngày hôm nay đó không chỉ riêng là trong cộng đồng thuần capital hay là cộng đồng quốc tế mà chúng ta thấy được là nhiều bài báo cũng nói đến là có thực sự bitcoin là một loại tài sản lưu trữ giá trị chống lại lạm phát hay là không thì thường có thể trả lời với các bạn theo ý kiến của thường, thường vẫn tin đây là một công cụ chống lại lạm phát cực kỳ hiệu quả và trước hết chúng ta cần phải hiểu đó công cụ chống lời lạm phát là gì có nghĩa là lạm phát đó là chính phủ in tiền ngân hàng trung ương in tiền hay là hoa kỳ đó phép in tiền dẫn đến tiền phát định đồng đô la là giảm đi cái sức mua theo thời gian tại vì đồng đô la bị lạm phát thì cái sức mua nó sẽ giảm theo thời gian dẫn đến là nếu các bạn cầm tiền mặt thì càng ngày tiền mặt các bạn sẽ càng bị mất giá cho nên bất cứ một loại tài sản nào mà có thể là giữ được giá hay là thậm chí là tăng nhanh hơn là cái phần trăm mà tiền mặt bị mất giá đó là một công cụ chống lại lạm phát hiệu quả thì để hiểu rõ hơn đó chúng ta thấy được là những nhà đầu tư mà lo sợ bây giờ thực ra họ nhìn quá ngắn hạn Họ chỉ nhìn vào những gì có thể xảy ra mà thôi trong thời gian ngắn chứ họ không có nhìn dài hạn hơn Tại vì các bạn thấy được là lý do tại sao thị trường gần đây nó dao động như vậy Chúng ta nói tới cả thị trường tài chính nói chung đó là tại vì Fed cứ hâm là tăng lãi suất nhưng mà lại không có hâm Các bạn thấy được là cái nỗi lo sợ là đến từ không biết khi nào Fed mới tăng lãi suất Nhưng mà khi mà Fed tăng lãi suất rồi đó thì thường nghĩ là mọi người sẽ làm quen với và đỡ lo hơn rất là nhiều bây giờ không biết khi nào và tăng bao nhiêu lần cho nên mọi người cứ thấp thỏm thấp thỏm mà fed cứ hù dị hoài khiến cho lòng người bất an chứ nếu như mà thường nghĩ và fed đó, dưới đây nếu như mà fed bước ra nói hôm nay chúng ta cần phải tăng lãi suất ngay lập tức tại vì phần trăm lạm phát nó đang tăng quá cao thì thường nghĩ là thị trường bây giờ đã trên con đường họ phục rồi chứ không phải là thấp thỏm như vậy thì gì thấp thỏm như vậy tại vì đang chờ Fed ra quyết định. Chỉ cần là chúng ta thấy Fed ra quyết định đó, thị trường sẽ ổn định lại có thể là lúc đó điều chỉnh hay gì đó chúng ta không biết nhưng mà sau đó sẽ ổn định lại và sẽ từ từ làm quen với cái thời điểm tới đây chúng ta sẽ thấy được đó là khi mà chúng ta nhìn vào cái phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ thì các bạn đã thấy được đây là cái tài liệu đó mà từ những năm như là 1930 cho đến bây giờ thì các bạn thấy là trên căn bản đó bao nhiêu năm qua có mấy lần mà chính phủ Hoa Kỳ hay là Fed có thể là quản lý được phần trăm lạm phát đâu chỉ có một thời gian ngắn những năm như là 1935 là chúng ta có giảm phát mà thôi và giảm phát nó còn tệ hơn là lạm phát nữa lạm phát đó nếu như quản lý được là một điều tốt tại vì lạm phát có nghĩa là người dân chi tiêu tiền bạc khiến cho là vật giá nó tăng lên miễn là các bạn quản lý được cái phần trăm tăng trưởng đó đó như là 2% mỗi năm thì là điều tốt nếu như mà hơn 2% thì có thể là không tốt nếu như chúng ta thấy lạm phát mà năm bảy phần trăm đó là coi như bắt đầu là cần phải lo lắng rồi nhưng mà đó là lạm phát còn những năm giảm phát đó có nghĩa là không những là tiền mất giá mà tiền còn tăng giá các bạn nghĩ là nếu như tiền mặt mà tăng giá thì tốt rồi nhưng mà không hẳn đâu các bạn thấy được nếu như mà chúng ta thấy cái tình hình là giảm phát xảy ra đó tiền thì có giá theo thời gian thì người ta sẽ không có chịu sợ tiền đâu các bạn thấy là tại sao mà nhiều người không sử dụng crypto của mình để mà đi mua hàng hóa Thì thứ nhất là liên quan tới là khó sử dụng một phần mà thôi Thuế của một, một phần mà thôi Nhưng mà phần lớn đó giống như là Bitcoin đi người ta lưu trữ Bitcoin Tại vì người ta hy vọng là Bitcoin tăng giá theo thời gian Nếu như mà như vậy người ta không có muốn dùng Bitcoin của mình để mua hàng hóa bây giờ đâu Thì thị trường mà chúng ta có tình trạng giảm phát nó sẽ rất là tệ Người ta sẽ coi như là lưu trữ tiền bạc mà không chịu chi tiêu Tại vì họ nghĩ là tiền sẽ có giá theo thời gian hàng hóa sẽ giảm giá tiền có giá hơn họ sẽ không có chịu chi tiêu dẫn đến là cái tình hình kinh tế nó sẽ bị tắc nghẽn cho nên giảm phát không có tốt như các bạn nghĩ đâu lạm phát mới là tốt chỉ cần là lạm phát được quản lý mà thôi nhưng mà trên căn bản phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ đó không được quản lý các bạn thấy được là có nhiều đợt như là những năm như là 1950 đó phần trăm lạm phát có thể lên tới là 20 phần trăm năm 1980 lên tới 15%, các bạn thấy được là những năm như là chúng ta nói tới năm 2005, hay 2006 đó lên tới hơn 5%, và bây giờ chúng ta cũng đã biết là tăng liên tục trong vòng mấy tháng qua bây giờ đã lên tới 7,5% rồi, thì chúng ta thấy được là trong lịch sử đó cái phần trăm lạm phát á, được quản lý một thời gian ngắn rồi nó lại tăng lên đi thời gian nó lại tăng lên tại vì sao vậy tại vì một cái điều các bạn cần nên hiểu đó là đối với lại chúng ta chỉ nói tới Hoa Kỳ thôi tại vì thường sống ở Hoa Kỳ đã hai mấy năm rồi thì thường cũng à, hiểu được cái bắt đầu nên là các bạn thấy được là bất cứ một cái lý do gì thì chúng ta thấy Hoa Kỳ nói riêng và các bạn thấy quốc tế nói chung nên thì những hàng trung ương cái điều đầu tiên họ sẽ làm bất cứ là một vấn đề gì điều đầu tiên họ làm đó chính là in tiền tại vì họ nghĩ là đầu tiên hết cần phải giữ vững cái nền kinh tế giống như chúng ta nói tới là chiến tranh xảy ra thì làm gì ngân hàng trung ương in tiền chúng ta nói tới liên quan tới dịch bệnh mới đây thì những ngày chung làm gì phép làm gì họ in tiền kế tiếp nữa chúng ta nói tới là công quản tài chính thì họ làm gì in tiền các bạn được in tiền đó là giải pháp duy nhất của ngân hàng trung ương khắp nơi vì lý do đó chúng ta nhìn vào cái phần trăm lạm phát này đó của chính phủ hoa kỳ thì các bạn đã thấy được là cứ à, quản lý được một thời gian ngắn rồi có một vấn đề nào đó xảy ra rồi sau đó, đó lạm phát lại tăng cao tại vì tiền được in ra và trong khoảng thời gian đó đó các bạn thấy được là dẫn đến một số điều giống như là chúng ta nói tới là tình hình à, gần đây đi thì thật ra đó cái phần trăm lạm phát chúng ta thấy đó bây giờ là một phần là đến từ cái phần trăm lạm phát đến từ cái tắc nghẽn cái chuỗi cung cầu có nghĩa là dịch bệnh xảy ra khiến cho là hàng hóa nó không có lưu thông được à, khiến cho là hàng hóa bị động lại thiếu những cái phụ tùng dẫn đến là những cái hàng hóa nó tăng giá lên đó chính là lạm phát tại vì cái nguồn cung cầu của chuỗi cung cầu đó nó bị tắc nghẽn và đây chỉ là một phần mà thôi các bạn thấy được là đã thấy cái sự ảnh hưởng lạm phát như thế nào rồi nhưng mà trên căn bản đó rất nhiều tiền được chính phủ Hoa Kỳ in ra trong thời gian qua các bạn thấy được là đây là cái biểu đồ của Fed về cái nguồn tiền M2 M2 nghĩa là nguồn tiền liên quan tới tiền mặt cộng với lại một số tiền mà gửi lấy lại ngắn hạn đó thì chúng ta thấy được là số tiền của Hoa Kỳ đó càng ngày càng nhiều hơn có nghĩa là trong nền kinh tế càng ngày càng có nhiều tiền hơn tại vì được, càng ngày càng càng nhiều tiền được in ra hơn được phát sinh ra hơn nhưng mà chúng ta thì được rất rõ ràng là sau khi dịch bệnh bùng nổ tháng 3 đó thì cái đường này đường màu xanh dương này đó tăng lên rất là mạnh tại vì càng ngày càng có nhiều tiền trong thị trường hơn nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải đi ý đó càng ngày càng có nhiều tiền hơn thì các bạn có thể nghĩ là cái số lượng dòng tiền nó, nó chảy càng sẽ mạnh hơn nhưng mà thực sự không phải các bạn thấy chúng ta nhìn vào tiền mặt đi Đây là cái dòng tiền M1 Thì các bạn thấy được là nếu chúng ta muốn có một nền kinh tế mà mạnh Thì chúng ta cần phải có tiền nó lưu thông liên tục luôn Nếu như mà các bạn làm có được là 100 đô la Mà các bạn bỏ túi, các bạn đem về nhà, các bạn không xài Thì 100 đô la đó không có giá trị nhiều đối với lại xã hội Tại vì các bạn lưu trong túi, các bạn đem về nhà nhưng mà nếu các bạn làm một trăm đô đó, các bạn dùng tiền đó để các bạn đi mua sắm, các bạn đi mua đồ ăn, thì những cái nơi mà phục vụ các bạn đó, họ sẽ lấy được tiền các bạn. Sau đó tiền các bạn sẽ được dùng để làm gì? Dùng để trả cho nhân viên, trả mặt bằng vân vân. Thì nhân viên có tiền, nhân viên có tiền thì họ có thể là đi mua sắm. Các bạn thì được là một cái nguồn tiền đó. Nhưng mà nếu như mà được lưu thông trong cái nền kinh tế càng nhiều thì càng giá trị. Thì các bạn thấy được là với cái số lượng tiền in ra rất là nhiều ở Hoa Kỳ thì chúng ta có phải là sẽ thấy càng nhiều tiền lương không hay là không thì thực sự là không phải các bạn thì đây là cái tài liệu tính từ năm 1959 thì thời đỉnh điểm đó là năm 2008 lúc đó là người ta sẽ tiền rất là nhiều các bạn thấy được tiền nó cứ xoay dòng cho nền kinh tế khiến cho kinh tế rất là tốt trước khi mà có khủng hoảng xảy ra nhưng mà chúng ta thấy được là gần đây như thế nào gần đây cái đường mà màu xanh dương này đó nó hầu như nằm ở bên dưới này luôn có nghĩa là mặc dù là có nhiều tiền hơn ở trong thị trường Nhưng mà cái số tiền đó lại không có được lưu thông ở trong thị trường Thì Thuận chia sẻ những cái điều này với các bạn để làm gì Thuận chia sẻ những điều này với các bạn đó để các bạn có thể hiểu được là bây giờ đó chúng ta đã thấy cái phần trăm lạm phát là 7,5% rồi Tính theo cái chỉ số CPI mà chúng ta thấy được là Cái sự ảnh hưởng nó phần lớn là đến từ tắc nghẽn cái chuỗi cung cầu mà thôi cái sự ảnh hưởng sẽ như thế nào nếu như mà đột ngột chúng ta thấy được là cái số lượng tiền mà nằm à, trong tiền mặt đó bây giờ đột ngột được sử dụng rộng rãi trên thị trường có nghĩa là mọi người lạc quan hơn người ta đi xài tiền nhiều hơn người ta đã không còn sợ dịch bệnh nữa thì các bạn thấy được hiện tượng gì xảy ra tôi nghĩ là phần trăm lạm phát này lại càng sẽ tăng mạnh hơn nữa chứ không có chỉ ngừng ở 7.5% mà thôi những điều này thường nói với các bạn để làm gì để cho các bạn thấy được đó là phép đó, khả năng tăng lãi suất là đương nhiên là có nhưng mà tăng lãi suất có hiệu quả hay không thường nghĩ là sẽ không hiệu quả đâu thường nghĩ là fed sẽ không có thể quản lý được lạm phát và lạm phát sẽ cao một thời gian tới đây và trong lịch sử làm phát cứ tăng theo thời gian mà thôi fed chỉ quản lý được ngắn hạn mà thôi thực sự nhìn lại cái biểu đồ này đó Hiểu đơn giản hơn đó là những cái thời điểm mà chúng ta thấy được phép quản lý lạm phát ở cái mức là khoảng chừng 2%, đó không phải là những thời điểm dài hạn, dài hạn là những thời điểm mà các bạn thấy lạm phát giai đoạn cực kỳ. Thì đây là ngoại lệ mà thôi, việc mà phép quản lý được phần trăm lạm phát cho một thời gian là việc ngoại lệ chứ không phải là xu hướng chủ yếu của lạm phát, lạm phát nó sẽ đi theo cái hướng riêng của nó và ngày lại càng tăng lên mà thôi. Cho nên các bạn thấy được là Fed đó, trong dòng bao nhiêu năm qua có lúc tăng lãi suất, có lúc giảm lãi suất, có lúc tăng lãi suất, có lúc giảm lãi suất các bạn thấy được trên màn hình. Đường màu xanh này đã đại diện cho lúc mà Fed giảm lãi suất như là các bạn thấy được là từ à, năm 2000 đó khi mà có bong bóng com thì lãi suất của Fed từ 6,46% xuống chỉ còn có các bạn thấy được là năm 2001 đó tháng chín xuống chỉ còn có khoảng chừng là hai phần mà thôi mà các bạn thấy được là fed giảm từ 6% xuống hai phần để mà kích thích nền kinh tế trong khi thường nay chia sẻ với các bạn là bây giờ chúng ta đang nằm ở mức là không phần trăm mà các bạn thấy là fed chỉ tính là cuối năm nay và tới cuối năm sau là lên khoảng chừng một hai phần trăm mà thôi có nghĩa là lên tới hết năm sau là tương đương với lại cái mức của năm 2001 mà lúc đó mức này dùng để mà kích thích nền kinh tế thì các bạn đã thấy được là lãi suất chúng ta vẫn đang ở cái mức cực kỳ hấp dẫn cho dù là Fed có tăng lên tới 2% thì cũng rất là hấp dẫn. Và các bạn thấy là Fed thì giảm xuống tới cái mức thấp nhất đó, thời điểm đó là năm 2003 xuống gần như là 1% rồi sau đó đẩy ngược trở lên tới cái mức là 5,24% rồi sau đó đẩy ngược trở xuống khi mà khủng hoảng xảy ra đó là thời điểm năm 2008 đẩy xuống giống mức hiện bây giờ và cái mức hiện bây giờ đó là lúc đó Fed giữ là từ năm 2008 mãi cho đến năm 2015 7 năm liên tục Fed giữ lãi suất cực kỳ thấp 7 năm liên tục rồi sau đó mới lên từ từ mới lên từ, từ nhưng mà lên chưa được bao nhiêu đó các bạn thấy từ năm 2016 lên tới năm 2019 lên tới mức chỉ có 2,5% mà thôi rồi đại dịch xảy ra đùng một cái lại xuống còn số không các bạn thấy được nhìn xa hơn đó các bạn đã thấy được là Fed tăng lãi suất mà cũng không tăng được bao nhiêu thì lại có chuyện xảy ra, lãi suất lại phải giảm xuống rồi tăng không được bao nhiêu. Có chuyện xảy ra như là dịch bệnh, phép ta phải giảm xuống. Các bạn thấy được lần này ra thường thì cũng không khác đâu, sẽ tăng một thời gian nhưng mà tăng được bao nhiêu rồi là phải giảm xuống. Trong khi mà chúng ta thì là phần trăm lạm phát nó cứ tăng và tăng và tăng theo thời gian. Thì trong thời gian dài hạn chúng ta nhìn vào tất cả đi, các bạn có thể nhìn vào chỉ số Nasdaq, chúng ta nhìn vào những cái loại tài sản khác thì bao nhiêu năm qua các bạn thì được là trong vòng hai mươi mấy bao năm qua thôi Fed giảm lãi suất rồi là tăng lại, xuất, rồi là lại xuất, rồi là tăng lãi suất rồi lại giảm lãi suất rồi tăng lãi suất nhưng mà các bạn đang thấy được là chỉ số của những tài sản như thế nào chỉ số Nasdaq chúng ta mới nhìn thấy đó thì các bạn thì cứ tăng và tăng theo thời gian mặc dù có những lúc Fed tăng lãi suất chỉ số này vẫn tăng có những lúc mà Fed giảm lãi suất chỉ số này vẫn tăng có nghĩa là theo thời gian đó cái sự tăng trưởng của những cái loại tài sản đó thì cứ tiếp tục và tiếp tục tăng mà thôi. Chúng ta chỉ thấy cái sự ảnh hưởng ngắn hạn giống như là hôm nay chúng ta thông tin này thì đi xuống 1 2%, mọi người hoảng sợ ngày mai có thông tin khác lại xuống thêm 1 2%, mọi người lại hoảng sợ. Nhưng mà nhìn xa hơn đó các bạn thấy được là không có gì cần phải hoảng sợ hết. Tại vì trên căn bản đó Fed theo thường nghĩ là sẽ không quản lý được phần trăm lạm phát đâu. Họ chỉ có thể trì hoãn được những gì mà họ phải đối đầu sau này mà thôi. Đó chính là đồng đô la sẽ tiếp tục và tiếp tục mất giá tài sản thì tiếp tục và tiếp tục tăng giá cho nên những người mà bán trong thời gian bây giờ đã nghĩ là nhìn quá ngắn hạn và Bitcoin cũng như vậy các bạn thì chúng ta zoom ra đi thì chúng ta sẽ thấy được là giá cả Bitcoin như thế nào trong vòng 13 năm qua 13 năm qua biết bao nhiêu lần phép tăng lãi suất biết bao nhiêu lần phép giảm lãi suất thì ảnh hưởng đến Bitcoin thì cũng ngắn hạn mà thôi nhưng mà về dài hạn thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục thấy xu hướng tăng trưởng về cái phương diện giá cả của BTC đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây khi mà nhiều người lo lắng không biết là chuyện gì đang xảy ra và dài hạn sẽ như thế nào, tương lai sẽ ra sao. Tôi nghĩ là lịch sử sẽ chúng ta hiểu được tương lai sẽ như thế nào. Và về việc Bitcoin phải là một loại tài sản tốt chống lại làm phát hay là không thì hoàn toàn là như vậy. Chúng ta nhìn đi, trong vòng 13 năm qua thì các bạn có biết trên thế giới này có bao nhiêu loại tài sản có thể tăng từ 0,1 cent lên tới tới mức bây giờ thôi chứ đừng nói tới là đỉnh cao mức bây giờ thôi 42.000 đô thì các bạn nghĩ là có bao nhiêu tài sản tăng như vậy trong vòng 13 năm qua và trong vòng 13 năm qua cho dù phép tăng hay giảm nó sức đi nữa các bạn thấy được là giá cả BTC vẫn tăng cao có nghĩa là miễn là chúng ta đầu tư dài hạn mà loại tài sản đó, đó tăng cao hơn là phần trăm lạm phát thì đã là một loại tài sản tốt lưu trữ để mà chống lại lạm phát rồi nhưng một số bạn thỏa thuận là nhưng mà thường nghĩ sao về vàng nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một cái nhà tài trợ Đó chính là một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử có tên là Marchex Đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay Thì rất là một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử cung cấp đồng bậy có thể lên tới là 100 lần Đây là một sàn mà ra mắt vào năm 2020 Marchex cung cấp một môi trường giao dịch chuyên nghiệp mà vẫn đủ đơn giản ngay cả đối với những người mà mới tham gia vào thị trường này với cái mức cạnh tranh về phí thấp khiến cho Marchex có thể trở thành một ứng cử viên nặng ký cho cái vị trí thấp đầu cho những nền tảng giao dịch phá sinh trong tương lai thì giao diện người dùng rất là đơn giản và thân thiện dành cho những người mới bắt đầu và cũng dành cho những nhà giao dịch mà đã có kinh nghiệm chỉ có thể mất khoảng chừng 5 phút là có thể bắt đầu được thì thiết lập giao diện đồng bảy gần như không phức tạp như những nền tảng khác thì Majax rút lại thành công tất cả thông tin bổ sung và các biểu đồ không cần thiết có thể khiến bạn quay cuồng. Điều này cho thấy được là Majax cũng đã đầu tư khá nhiều để mà hiểu được người dùng của mình. Thì Majax có một công nghệ tốt đứng sau nền tảng với tính năng bảo vệ, thao túng giá và khả năng thực hiện 100.000 giao dịch một giây. Thì lập trình và mã hóa MPCU AI của nền tảng giao dịch là thứ mà bạn sẽ không tìm thấy ở bất cứ một nơi nào khác vì đó là hệ thống mà nhóm phát triển của phần mềm Majax đã lập trình từ đầu Cơ sở hạ tầng đã được xây dựng từ đầu để bảo vệ khỏi việc sửa giá không mong muốn và thanh lý sai. Vì ma chắc được coi là một sàn giao dịch phái sinh, nó chỉ hỗ trợ các tài sản phái sinh chứ không phải là tài sản chính hay là tài sản thực tế. Sàn giao dịch cho phép giao dịch rủi ro tối đa trên các giao dịch với cái đòn bẩy lên đến là 100 lần và cây quản lý phí hoa hồng lên tới là 40% cho tất cả các lượt giới thiệu. Thì con số này một con số đó, nếu như nghĩ là thì cũng là con số lớn. Khi mà các bạn cứ xem xét mọi ai mà giao dịch thì các bạn sẽ được nhận 40% cái phí của giao dịch đó cũng như là các sàn giao dịch phá sinh khác mà cung cấp một loạt các công cụ mạnh mẽ để khai thác kỹ năng giao dịch của bạn và giúp bạn có thể tăng được lợi nhuận thị trường mà giảm nhanh hơn là tăng trưởng đó thì các bạn có thể short để có thể kiếm được lợi nhuận lợi nhuận giao dịch của bạn có thể tăng lên đáng kể nếu như các bạn sử dụng đòn bẩy đương nhiên các bạn thấy được là sử dụng đòn bẩy đó thì cơ hội cao rủi ro cũng sẽ cao hơn đây là điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến nếu như mà các bạn quan tâm và muốn trải nghiệm Matrix, các bạn đăng ký tài khoản hay là tham gia vào cộng đồng Matrix. Những cái thông tin liên quan tôi sẽ để ở bên dưới cái video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay sang giao dịch phái sinh tiền điện tử Matrix. Thật ra chúng ta nhìn vào vàng ngày hôm nay đó thì hồi sáng này sẽ vàng cũng có cái sự tăng trưởng lên một chút nhưng mà hiện bây giờ thì xuống là 0,71% thì phương diện vàng đó thật ra nhiều bạn thường đã có lưu chữ vàng hay không thì thường không có lưu chữ vàng thường biết là trong thị trường vàng và thị trường crypto Nên thì có nhiều người chống đối lẫn nhau thực sự thường cảm thấy là hai bên cũng không có gì gọi là cần phải chống đối hết những mà người nào mà thích vàng thì cứ mua vàng Nhưng mà thích bitcoin thì mua bitcoin như bạn thích cả hai thì có thể mua cả hai các bạn không thích cả hai thì không cần phải đầu tư rất đơn giản như vậy mà thôi nhưng mà về phương diện của thuận nó có thể là thứ nhất là thuận là một cái người có thể là trẻ tuổi hơn là những bạn nào mà lớn tuổi hơn thích vàng thường thì không có một cái cảm giác gì về vàng hết à, và thật ra các bạn cứ hỏi bạn bè của mình đi trong lứa tuổi của các bạn đó thì có bao nhiêu như người bây giờ đó là đang đầu tư vàng thuận thì không biết bất cứ ai trong cái nhóm bạn của mình là đầu tư vàng hết các bạn thì được là người ta đầu tư chứng khoán hay là người ta đầu tư à, vào crypto thì bây giờ mà thôi có thể là Thuận là một cái thế hệ khác cho nên không hiểu vàng cho nên à, Thuận cũng không hứng thú đối với vàng và cũng không cảm giác gì đối với vàng nhưng mà về phương diện của nhà đầu tư đó thì khi mà Thuận nhìn vào cái giá vàng đó đây là cái giá vàng à, hợp đồng GoComax thì chúng ta thấy là nhìn vào chỉ số Gocomax đó chúng ta thấy được là cái giá vàng bây giờ là 1824 đô cho một ounce trong khi mà các bạn thấy được là giá vàng đó cách đây 10 năm, năm 2012 đó, tháng 6 thì thời điểm đó như thế nào? Thời điểm đó các bạn thấy được là giá vàng lúc đó là 1773 có nghĩa là 10 năm qua giá vàng hầu như đứng yên một chỗ Các bạn thấy được là đi xuống một thời gian Rồi đi ngược trở lên nhưng mà hầu như đứng yên một chỗ trong vòng 10 năm qua Và nếu chúng ta tính phần trăm lạm phát đó Thì nếu các bạn lưu trữ vàng thì trên căn bản các bạn không những là không có lời Mà còn đang lỗ hiện bây giờ Đó là thử nói về cái giá vàng tính theo hợp đồng của GoCoMax mà thôi Chứ còn nếu chúng ta tính vàng vật chất đó thì một nơi nó sẽ có một cái giá khác nhau. Đối với thường là như vậy nhưng mà buôn bán vàng vật chất đó, thì các bạn sẽ thấy được là mỗi nơi buôn bán các bạn cần phải mất đi một phần. Cái giá mua và giá bán nó sẽ khác nhau. Nhưng mà đối với thường trong thời gian dài hạn 10 năm qua đó thì trên căn bản vàng đứng như một chỗ mà thôi. Nhưng mà đương nhiên các bạn thích vàng thì có thể là lưu trữ vàng. Các bạn thích Bitcoin thì là lưu trữ Bitcoin. Mỗi người một ý mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được đó là cho dù các bạn lo sợ đi nữa những tài liệu đều cho chúng ta thấy được là có đến nhiều cá voi đang tích lũy bịch khôi trong thời gian này chúng ta thấy được đây là tài liệu đến từ sentiment thì tài liệu này cho thấy đó là những cái địa chỉ ví cá voi có hơn 1.000 bịch khôi đó vẫn đang tiếp tục tích lũy và hiện bây giờ họ đã tích lũy tương đương với 1,06% hơn cái số lượng trước đây và con số 1,6% Bitcoin tăng lên đó, cái số lượng họ tích lũy đó đã tăng lên từ ngày 23 tây tháng 12 năm 2021. Có nghĩa là cho dù nhiều bạn lo sợ nhưng mà trong thời gian này chúng ta vẫn tiếp tục thấy những ví có hơn 1.000 Bitcoin tiếp tục đưa thêm Bitcoin vào ví của họ. Đây là tài liệu đến từ Sentiment. Và sự thật không thể chối cãi được là chúng ta thấy được là bắt đầu từ thời gian là tháng 3 năm 2020 đó trên màn hình các bạn cái đường màu xanh này là đại diện cho cái số lượng Bitcoin còn ở trên sàn thì trong khoảng thời gian đó các bạn thấy rất rõ ràng là càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn và điều này là điều mà chúng ta đã thấy rõ ràng khi mà đi xuống một thời gian đó hồi tháng 8 năm 2020 à, lúc đó giá của BTC chỉ có khoảng chừng 10.000 đô thường đã chia sẻ với các bạn là cái xu hướng đó đột ngột chuyển ngược trở lại là càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn và xu hướng đó đã tiếp tục và tiếp tục xảy ra đến ngày hôm nay đó cái số lượng bitcoin trên những sàn dịch cộng lại đó là chẩn đoán bởi crypto khoan chỉ có là 2,36 triệu BTC mà thôi trong khi mà tổng số BTC gần như là 19 triệu nhưng mà chỉ có 2,36 triệu còn lại trên sàn mà thôi có nghĩa là giá cả lên xuống hàng ngày là nguồn cung cầu của hôm đó nhưng mà khi mà bitcoin được thu mua thì dấu hiệu vẫn là đem ra khỏi sàn Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cái thông tin khác đi Thì hôm nay chúng ta cũng có một thông tin đó Chính là ngày hôm qua đó thì có một cái buổi điều trần tại quốc hội Thường thì cũng coi một phần ngắn mà thôi Sau đó thường bận làm việc cho nên không có coi hết Nhưng mà nói chung đó thì hôm qua chúng ta có một số những cái khuôn mặt quen thuộc như là Sang Bankman Free của FTX cũng lên quốc hội của Hoa Kỳ Để mà trả lời một số những câu hỏi đến từ những nghị sĩ Nhưng mà cái điều nổi bật đó là các bạn thấy được là cái chủ tịch của Bộ Quản lý Hợp đồng Tương lai của Hoa Kỳ CFTC. Người này là chủ tịch mới Roston Benham. Thường nhớ là chủ tịch cũ là Trish Giancarlo nhưng mà bây giờ là Roston Benham. Thì đây là một người mà bây giờ nói đó là CFTC sẽ chấp nhận đứng ra làm cái đơn vị để mà quản lý thị trường này. Nhưng mà cần cái chi tiêu hàng năm phải tăng lên 100 triệu tại vì họ cần phải mướn những người uh, làm việc để hiểu thêm thị crypto và họ cần phải có thêm nhân viên để có thể quản lý thị trường crypto. Thì đây là cái lời phát biểu của Chủ tịch Rosalind bennum Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết là Bên nào sẽ là bên chủ đạo để mà quản lý thị trường Crypto Nhưng mà bây giờ thì CFTC đã lên tiếng nói họ sẽ quản lý Nếu như họ có thêm chi tiêu đến từ Quốc hội Thêm vào đó nữa đó thì chúng ta thấy được là Có một số những lời phát biểu liên quan tới pháp lý Thì có thể là nhiều bạn tham gia thị trường này Đã muốn là một thị trường hoàn toàn tự do không có pháp lý Đối với nhà đầu tư đó Thì thường nghĩ là chúng ta cũng nên có một số những cái quản lý chúng ta không muốn quản lý quá chặt chẽ nhưng là chúng ta thấy được là cái ngành flycam các bạn thấy được những cái drone mà các bạn bay vòng vòng để mà quay phim chụp hình á thì uh, bây giờ ở Hoa Kỳ luật cực kỳ gắt luôn có nghĩa là các bạn không thể tự ý bay tùy theo là nơi nào tùy theo là cái đó là luật ra sao không phải lúc nào các bạn cũng có thể dùng cái flycam các bạn để mà bay khắp nơi cho nên cái ngành đó bây giờ đó đang được quản lý rất chặt chẽ đến nỗi mà chúng ta thấy được là nếu các bạn là một công ty mà muốn sử dụng những cái flycam đó đó cần phải có bằng cần phải có đăng ký đủ thứ hết rất là phiền phức khiến cho không hoạt động được trong khi những quốc gia khác đó thì họ có cái lực nó không có chắc chắn như vậy khiến cho là ngành đó phát triển tốt hơn và người ta có thể dùng những cái con drone đó để mà làm một số những công việc nhưng mà ngược lại nếu như chúng ta quản lý không chặt chẽ thì cũng sẽ dẫn đến nhiều cái tệ nạn như là chúng ta có thể có nhiều sự lừa đảo xảy ra cho nên cái việc quản lý thị trường rất là quan trọng chúng ta không có thực quá thả lỏng cũng không được quá chặt chẽ chỉ có thể là dư đủ để cho thị trường nó nảy nổi sinh sôi ở Hoa Kỳ mà thôi thì đây là cái nhiệm vụ mà CFTC muốn đảm nhận và một điều khác chúng ta phải suy nghĩ đến đó, đó là nhà đầu tư nếu như mà không có luật thì cũng không hẳn là tốt đâu các bạn cứ nghĩ đi nếu như mà không có luật giao thông thì các bạn có nghĩ là xe ô tô có thể bán như bây giờ được hay không? Có phải là thế giới chạy nhiều xe ô tô hay không thì nghĩ là không phải đâu nếu không luật giao thông thì ai muốn chạy sao cũng được rất là nguy hiểm không ai muốn lái xe hết nhưng mà khi mà có luật giao thông rõ ràng thì cái ngành ô tô phát triển rất là mạnh thì đó cũng là điều sẽ xảy ra đối với thị trường crypto này nếu như mà chúng ta có à, luật rõ ràng thì sẽ có nhiều người bây giờ họ chưa chắc chắn nhưng mà khi có luật rõ ràng họ sẽ cảm thấy an tâm hơn và tham gia vào thì thị trường crypto mới phát triển mạnh được đó là cái suy nghĩ cá nhân của thường mà thôi các bạn nghĩ như thế nào hãy comment ở bên dưới thì quan điểm này thường đã từng chia sẻ rồi thường chỉ muốn nhắc lại với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn mà thôi à, kế tiếp thì chúng ta có một thông tin thông tin này đó là cây chi nhánh của ngân hàng trung ương có nghĩa là Fed đó, mà đây là chi nhánh ở Boston Massachusetts thì đã có một chủ tịch mới thì những bài nào mà không rành thì chúng ta nói tới bộ quản lý liên bang Hoa Kỳ đó Fed thì cục dự trữ liên bang của Hoa Kỳ là có 12 chi nhánh và đây là chúng ta nói tới là chi nhánh À, của Boston mà thôi thì có một người mới được uh, chọn làm chủ tịch đó chính là Susan Collins. Thì thực ra chúng ta cũng sẽ không nói về bà Susan Collins này thì chúng ta cũng chưa biết bà nghĩ như thế nào về crypto. Nhưng mà cái mà chúng ta được chia sẻ ở đây đó là hiện bây giờ Hoa Kỳ thực sự nói tới tiền kỹ thuật số, Hoa Kỳ đó thì bây giờ những thông tin chúng nhận được là họ hầu như là không có quan tâm đến nhiều. Họ đang có một số những cái uh, dự án với lại uh, trường uh, MIT về việc nghiên cứu cái lợi và cái hại của đưa ra một tiền kỳ được số Hoa Kỳ mà thôi Hầu như là Hoa Kỳ không có gấp rút để mà đưa ra không giống nhiều những cái quốc gia như là Thái Lan Hay là ở Nga hay là ở Trung Quốc Và thậm chí chúng ta cũng nghe nói tới hôm nay là liên quan tới châu Âu Thì châu Âu nói đó là khoảng chừng năm 2023 Họ sẽ có một tiền kỳ được số Euro Chúng ta chưa biết được là chi tiết như thế nào Nhưng mà các bạn hiểu được là ngay cả châu Âu cũng đang gấp rút để mà đưa ra tiền trực số vào năm 2023. Nhưng mà Hoa Kỳ bây giờ thì vẫn chưa có gấp rút lắm. Một phần tôi nghĩ là tại vì cái quan hệ phức tạp giữa ngân hàng trung ương có nghĩa là Fed với lại ngân hàng với lại người tiêu dùng. Nếu như mà có đồng Fed thì lúc đó sẽ như thế nào? Có phải người tiêu dùng sẽ tạo cái ví trực tiếp với Fed hay là không? Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với ngành ngân hàng? Có rất nhiều cái Câu hỏi mà chưa câu trả lời, các bạn thấy được ngày nào chúng ta cũng nghe nói tới là quốc gia này sắp sửa ra tiền được số quốc gia đó, nhưng mà không có thông tin chi tiết. Thường thì rất muốn là một cái đồng tiền được số quốc gia khi mà ra đời đó thì sẽ quản lý như thế nào. Và cái quan hệ giữa người tiêu dùng với ngân hàng sẽ ra sao, có còn hay là không. Hay là người tiêu dùng sẽ giao dịch trực tiếp với lại bang quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ khi mà điều đó xảy ra. Đó là điều mà thường vẫn chưa có rõ hiện bây giờ. Một số thông tin khác đấy, chúng ta nói tới là tỷ phú Bill Ackman Thì Bill Ackman bây giờ đang mong đợi là tiểu bang New York nên gỡ bỏ những cái luật gắt gao liên quan đến crypto Nhưng mà nào mà sống ở New York đây thì cũng sẽ biết là không có dễ dàng để các bạn có thể là giao dịch nhiều đồng Ở New York nó rất là cắt gao là có một cái luật gọi là bit license mà không phải là ai cũng có thể là có được bit license để mở một sàn giao dịch vì lý do đó là phần lớn các sàn giao dịch đều rời khỏi New York mặc dù New York là cái trọng tâm của tài chính nhưng mà lại không có nhiều công ty crypto và nhiều công ty crypto đó thì không có muốn làm việc ở New York tại vì cái luật nó quá gắt gao đó là một cái điều rất là đáng tiếc và ngay cả bây giờ chỉ có những sàn lớn mới có bàn hoạt động ở New York mà thôi nhưng mà ngay cả sàn Coinbase ở New York cũng không có thể cho các bạn giao dịch một số những đồng tại vì luật nó nó quá gắt gao thì Bill Admin bây giờ đang kêu gọi đó là New York nên thả lỏng và đương nhiên ông ta kêu gọi à, thị trưởng của New York chúng ta biết à, chúng ta đã có một thị trưởng mới là Eric Adams là một người mà rất là yêu thích. Uh, Bitcoin và cũng là một trong những thị trường mà muốn nhận cái lương của mình bằng Bitcoin. Một số bạn hỏi thường là tại sao những thị trường này lại muốn nhận lương bằng Bitcoin có phải tốt hơn hay là không? Thì thực sự không phải đâu. Đây chỉ là một cái lời nói ủng hộ mà thôi giống như là tin tưởng cho nên chấp nhận lương bằng Bitcoin. Đây là một cái... Động thái nó mang cái tính chất biểu tượng mà thôi Chứ thật ra các bạn thường là họ nhận cái lương của mình sau đó lấy lương của mình để mà đổi ra Bitcoin thì cũng như vậy mà thôi nhưng mà đây chỉ là một cái cách làm để chứng tỏ là mình rất yêu thích crypto và Bitcoin nhưng mà điều mà thường không hiểu đây đó là bài viết này nói là tuy là Eric Adams thị trưởng mới của thành phố New York là một người mà yêu thích Bitcoin nhưng mà lại không có thích à, về cái việc đào Bitcoin làm ô nhiễm môi trường đây là một điều mà thường cảm thấy là cũng khá là à, ngược đời đây nhưng mà đây là điều được đề cập đến bởi bài viết này nên thường muốn chia sẻ với các bạn hôm nay chúng ta lại thấy được là Binance một lần nữa đó là sàn Binance muốn cho thế giới biết là có bao nhiêu tiền chúng ta thấy được là hôm nay đó là thông tin là sàn Binance đã đầu tư 200 triệu vào trong cái tạp chí Forbes là một tạp chí rất là lớn à, và sàn Binance bây giờ đầu tư 200 triệu đã trở thành cổ đông đứng thứ nhì của tạp chí Forbes và tạp chí Forbes này đó là sử dụng số tiền này để mà chuẩn bị uh, Hợp tác như một cái công ty khác để mà lên sàn chứng khoán Thì cái bài viết này nói là tại vì Binance muốn uh, tiếp tục mở rộng Web3 uh, và Metaverse Thường thì không nghĩ là Forbes làm gì với lại Web3 và Metaverse đâu Thường thì nghĩ là tạp chí Forbes là một tạp chí lớn nhiều người biết tới Và sẽ là một cái tạp chí mà có chứng khoán trên sàn sau này Cho nên sàn uh, Binance muốn giống như là có một phần cổ đông để có tiếng nói trong là Tạp chí Forbes viết những gì liên quan đến crypto, họ muốn à, có một cái sự ảnh hưởng liên quan tới những cái đề tài đó. Thôi nghĩ nó như vậy mà thôi. Và còn hai thông tin nữa nó cũng liên quan đến nhau. Các bạn thấy được là chúng ta nói tới nước El Salvador đi, thì sau khi mà Moody đã giảm đi cái điểm tín dụng của El Salvador, thì hôm nay chúng ta nghe nói tới là một à, trong những cái à, cơ quan điểm tín dụng khác là Fitch cũng đã giảm cái điểm tín dụng của El Salvador. Có nghĩa là điểm tín dụng này đó là liên quan đến là khả năng El Salvador sẽ trả nợ đúng hạn là bao nhiêu. Và đương nhiên cái điểm tín dụng càng cao thì các bạn có thể mượn được tiền càng nhiều đối với một quốc gia. Thì tại sao mà họ lại giảm điểm tín dụng của El Salvador? Thì lý do họ nói là tại vì El Salvador chấp nhận Bitcoin là một cái tiền tệ hợp pháp. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái chiến lược mà thôi các bạn thấy được là IMF đó có nghĩa là À, quỹ tiền tệ quốc tế đã nhiều lần giống như là hù dọa El Salvador nhưng mà họ vẫn không có nghe họ vẫn tiếp tục tiến tới để mà chấp nhận Bitcoin là uh, tiền tệ hợp pháp của quốc gia El Salvador và ngay cả khi mà quỹ tiền tệ quốc tế IMF nói đó là sẽ cắt không cho mượn 1 tỷ đô la nếu như mà El Salvador cứ tiếp tục nhưng mà họ vẫn tiếp tục tại vì các bạn thấy được là khi mà chúng ta nói tới... Uh, tổng thống này Berkeley đây thì người nói là tổng thống này là một người vui tính hay là thích crypto hay là cuồng crypto thường không nghĩ gì đâu thường nghĩ đây là một cái bước đi rất là mạo hiểm của tổng thống này Berkeley tại vì đó ông ta cá cược cả cái sự nghiệp chính trị của mình với Bitcoin và dùng Bitcoin đó để mà xây một cái thành phố Bitcoin và có thể là à, dùng Bitcoin để mà đưa ra một cái giấy nợ gọi là Bitcoin Bond và trong thường hiểu là trong vòng 1 2 tháng gì đó đó là sẽ mượn được khoảng chừng là 1 tỷ đô la nếu như mà thực sự là những cái uh, trái phiếu Bitcoin đó có thể bán được nhưng mà bây giờ là thường nghĩ là có thể bán được và họ sẽ có thể trả được nợ. Thì uh, Fitch nói đó là tại vì El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp cho nên vì lý do đó đó họ có thể là không nhận được những cái sự hỗ trợ đến từ quỹ thiên tệ quốc tế Cho nên có thể là không trả được lãi suất Các bạn hiểu đây cũng là một trong những cái chiến lược để mà gây áp lực cho Salvador mà thôi các bạn thấy là những chiến lược tương tự đã xảy rất nhiều lần rồi giống như chúng ta thấy được là bây giờ có một số những quốc gia như là Bangladesh thì Bangladesh bây giờ đã cũng là một trong những quốc gia mà có thể là bị vỡ nợ tại vì họ cũng là một quốc gia mà dựa vào xuất nhập khẩu dựa vào dân du lịch nhưng mà dịch bệnh đã khiến cho quốc gia này đó đã không có như là ý muốn và bây giờ có một số nợ mà họ mượn một số quốc gia khác mà họ có thể là bị vỡ nợ thì bây giờ chỉ có một đơn vị có thể giúp được đó chính là quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhưng mà muốn lấy được tiền của IMF thì phải nghe lời IMF nghĩa là phải chấp nhận một số điều như là đồng đô la chỉ được làm việc với đồng minh của những quốc gia khác hay là một cái số vấn đề khác nhau cho nên các bạn thấy đã muốn lấy tiền của IMF thì cần phải nghe lời của họ và nếu như không nghe lời của họ đó thì các bạn thấy được là họ sẽ có những chiến lược đàn áp như là đối với lại El Salvador và đây là thông tin mà thường muốn mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay các bạn có những cái suy nghĩ gì về những thông tin này các bạn cứ comment ở bên dưới bây giờ thì là 10 giờ 15 phút tối rồi thường sẽ edit cái video này và đăng lên để mà chia sẻ với các bạn ngày mai đó là cuối tuần cho nên ngày mai thường sẽ thủ nghỉ một hai ngày ngày mai và ngày mốt và tiếp tục chia sẻ thông tin với các bạn sau đó và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng thuận capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của thuận capital cho những sàn như là sàn bybit sàn nfx sàn binance sàn fashion moon xbt sàn ftx trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những bên nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US nhưng mà nào mà thích gửi tiền trước số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi và đương nhiên Crypto quán, ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn